โอปันตวายธรรมเมโนโอปันจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสะโมสุขังอนิจจังวัฏสังขารังโอปันตวายธรรมเมโนโอปันจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสะโมสุขังภวตุสัมปะมังกลังรักขันตุสัมปะเรวตาสัมปะพุทธังนุภาเวนัสดาสัตถิภวันตุเตภวตุสัมปะมังกลังรังคันตุสัมปะเทวตาสัมปะธัมมานุภาเวนัสดาสัตถิภวันตุเตภวตุสัมปะมังกลังรังคันตุสัมปะเทวตาสัมปะสังฆานุภาเวนัสดาสัตถิภวันตุเตยังบาvật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại nhưng bao vật ấy chẳng sanh bằng Phật bao đâu qua vì thế cầu xin phước vang sanh đến người càng bao vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại càng bao vật ấy chẳng sanh bằng Phật bao đâu qua vì thế cầu xin hạnh phúc vang sanh đến người càng bao bậc trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại các bao bậc ấy chẳng sanh bằng tăng báo đâu vì thế cầu xin hạnh phúc vang sanh tới người tất cả hạnh phúc cần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thượng thượng đến người cầu xin dương linh của quân tăng bà được sự lợi ích được sự an vui được sự tâm hóa trên đường Phật đạo cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho đưa thành từ mỹ mãn cho đưa thành từ mỹ mãn cho đưa thành phước này bao đêm nguyên thuộc nơi đây cho cường cùng là thân thân xa phương qua cả qua vạn mật thường hiện nay chúng sanh ba giới bốn loài vô tướng hữu tướng chẳng này đâu đâu nghe lời thành tâm thỉnh cầu xin mau tự hỏi lãnh thâu qua này bằng ai xa cách chưa hay cầu xin tiên chúng mắt ngay mới cùng thấy đều tỏ lãnh hướng chung dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai nguyện cầu tăng chúng đức tài đoạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành nguyện cho Phật pháp thánh hành năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên tiên đàn cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bất trời vô tưởng được mà hướng an phước con hội hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu bánh ngay có người làm phước được này lại đem hội hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hướng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng
giới nhờ có thực sanh an mang trường, xin đâu hướng báo cúng dường, hóa thành tật phẩm mùi hương tỏa lòng. Xin cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai. Y đàng lo nha, tì đàng ngọt tốt, sau khi ta ôm tù nha, ta vô. Y đàng lo nha, tì đàng ngọt tốt, sau khi ta ôm tù nha, ta vô. Y đàng lo nha, tì đàng ngọt tốt, sau khi ta ôm tù nha, ta vô. Cùng con cầu siêu cho hương linh tham phụ tôi là của ông Trần Bá, ông Thọ được 8 tuổi. Ngày mai tham phụ tôi sẽ về quê để cùng về nơi yên nghỉ cuối cùng của ông bà. Tôi xin chân thành hôm nay cùng các bạn tôi sẽ có rất nhiều bỏ thời gian để tổ chức của mình. Ta thôi.